Công nhận thị trấn Mộ Đức đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Thị trấn Mộ Đức là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mộ Đức. Thị trấn có tổng diện tích tự nhiên là 8,71 km2, có 3 tổ dân phố, 2.195 hộ dân với hơn 8.250 nhân khẩu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 25,7%. Cơ cấu kinh tế tăng dần theo tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2023 ước khoảng 57 triệu đồng một người một năm. Sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng thị trấn Mộ Đức đạt chuẩn đô thị văn minh 2022-2024, bộ mặt thị trấn thay đổi rõ rệt, kinh tế xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, đội ngũ cán bộ từng bước được trưởng thành. Đến giữa năm 2024, thị trấn Mộ Đức đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí đô thị văn minh. Với kết quả đó, ngày 9 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức đã ký quyết định số 3101 về việc công nhận thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.